Người không xem sao vinh quang loài người, Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó. Và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu, người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người quá bụa. Khi nó bày tỏ lời than van, nỗi hồn đắng cay của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây, lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 33. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lý ngợi khen người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diễn, bạn nghèo hay nghe và hãy mừng vui. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần gian. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ. Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoán trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi người, người đó sẽ không phải đền bùi tội lỗi. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Bài đọc 2. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthêô, 2 Timôthêô chương 4. Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha. Xin chớ chấp tội họ, nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử, Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. 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 Gioan chương 14 câu 5. Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Alleluia. 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 Tin
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 18. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác tham lam bất công ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.